Vinh xin chào các bạn. Hôm nay Vinh sẽ không dài dòng văn tự mà đi thẳng vào trong bên trong vấn đề luôn. Đó chính là Vinh sẽ làm clip tổng hợp về vỏ đuôi lốp mới nhất của năm 2021 dành cho dòng xe SH Ý và SH Việt Nam. Thì đối với cái dòng vỏ đuôi lốp dành cho hai dòng xe kể trên được sản xuất ở hai quốc gia, đó chính là Indo và Slovenia. Đó, đối với cái dòng vỏ đuôi lốp sẽ có những cái đặc tính là bám đường cực kỳ tốt nè, đi lại hiệu quả trong nhiều cung đường và điều kiện thời tiết khác nhau, và độ bền của vỏ sẽ rất là cao. Và đối với dòng vỏ Dunlop sản xuất cho cái dòng xe SH Ý và SH Việt Nam sẽ có hai mã, đó chính là K330 và D451. Thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về hai cái dòng vỏ này. Chúng ta nên nhắc một chút xíu về cái thông số lốp zin của xe SH Việt Nam và SH Ý. Thì dòng xe này sẽ sở hữu cùng một kích thước bánh, đó chính là bánh trước sẽ là 180-16 và bánh sau sẽ là 120-80-16. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái dòng Dunlop có mã gai là K330A. Thì đối với dòng này, bánh trước sẽ có giá là 925.000 đồng và bánh sau sẽ có một con số rất là đẹp, đó là 999.000 đồng. Đây là một dòng vỏ được sản xuất ở thị trường Indo. Bây giờ Vinh sẽ cho các bạn xem kiểu dáng gai vỏ của cái mã là K330A. Vỏ đuôi lốp 330A với thiết kế gảnh gai rất nhiều, giúp thoát nước cực kỳ tốt, với chất liệu cao su mềm cho khả năng bám đường rất tốt, đi rất êm, phù hợp với điều kiện thời tiết trơn trượt. Vỏ có mức giá hợp lý và được đại đa số khách hàng sử dụng khi đến với shop hai bánh. Đó là những ưu điểm của vỏ có mã là K330A. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái mã gai thứ hai, đó chính là mã gai là D451. Đây là một cái mã gai của Dunlop được sản xuất ở thị trường Slovenia, với kiểu dáng gai vỏ là tương tự như vỏ zin của SH Ý luôn nha. Và vỏ này sẽ có giá một cặp là 3.950.000 đồng. Bây giờ Vinh sẽ cho các bạn xem cận cảnh về kiểu dáng gai vỏ. Vỏ Dunlop D451 nhờ thiết kế gảnh gai đặc biệt, tăng độ bám đường cực kỳ tốt cho vỏ xe, an toàn tuyệt đối cho người tham gia lưu thông theo tiêu chuẩn của châu Âu, dễ chịu cho người lái xe khi đi trên những quãng đường dài, đường xấu hoặc đường gồ ghề. Khả năng tiếp xúc và bám đường cực kỳ tốt của vỏ xe giúp cho vỏ xe tránh được tình trạng trơn trượt khi đi trong thời tiết ẩm ướt hay ôm cua gấp. Và mức giá trên được Vinh cập nhật vào tháng 2 năm 2021. Và nếu như các bạn không thích cái kiểu dáng gai vỏ của dòng Dunlop, có thể lên website là shop2banh.vn. Trên đó còn có nhiều dòng vỏ khác kèm theo giá bán, các bạn có thể lựa chọn một dòng vỏ ưng ý nhất dành cho chiếc SH của mình. Hy vọng qua những chia sẻ của Vinh, các bạn đã có thể tìm được một dòng vỏ dành cho chiếc SH và SH Ý của mình. Ngoài video clip nói về vỏ xe ra thì còn có video clip nói về nhớt nè, đồ chơi, phụ tùng dành cho SH và SH Ý luôn nha. Tất cả Vinh sẽ tập hợp lại và bỏ bên dưới phần mô tả để cho các bạn dễ dàng tìm kiếm. Và bên dưới đó cũng sẽ có địa chỉ của từng chi nhánh luôn để cho các bạn đến thay phụ tùng. Nếu muốn mua hàng online hoặc cần tư vấn thì thêm liên hệ với số hotline là 0938 820202. Shop có nhận ship code dành cho những anh em ở tỉnh luôn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.